đến một người. Lạy Chúa ngày dạy hay thứ tha, xin tha cho những kẻ làm ân oán, và cho con rộng lòng đầy nhân ái, luôn yêu thương mọi người đã con Chúa. Giống như cha hiền mong chúc con về để đón mừng người con. Lòng thương xót của ngài đến chúng con, dìu con về tận hương của thánh thần, để con đi con tin mừng Chúa. Lạy Chúa, ngài vào con bước.